cáo là tôi làm cây xanh này. Cây xanh này thì các bác cũng biết một đôi lần rồi. Thì bây giờ một xanh quê nha các bác nhé. Da hơi xanh nhưng mà lá rất là đẹp. Bây giờ lá nhỏ tí rồi, thích lắm. Nhìn rất là vào form cây rất là hay. Thì nó cũng là một cây khá là hay. Thì bây giờ tôi tỉa ra các bác sẽ thấy nhé.
ổn không các bác? Tí tôi sẽ quay gần cho bác xem nhé. Cái lá nó rất là nhỏ. Vừa nãy tập trung đây quá. Đây cái lá tơ mà nó đẹp như này. Nó chỉ hơi da xanh một chút thôi. Lá nhỏ xíu xíu xíu. Đây các bác. Bác nhìn nha. Cái bệ nó hôm trước phủ cho nó ít chó bếp xem rồi, cho nên nó che mất khá nhiều. Đây. Chạy đây. Để nha. Cốt chậu. Cốt chậu. Bệ cái này thì các bác biết rồi. Chưa biết thì xem lại nhé. Đó nha. Đấy. Khi ghép thò cái chân vào thì xoay ấy. Thì các bác xem dễ. Các bác, đây, thì cái tay này này. Mình đang định nhờ tính là bỏ cái tay này đi này. Nuôi cái này ngọn đây rồi. Nuôi cái tay này ra. Bẻ nó xuống bỏ cái này đi. Thì nó ngọn chỉ hơn. Đấy, trước đợt trước giật một cái đây này. Thì cái này nó sẽ hay hơn. Đấy là một phương án. Không có thể cứ nuôi cái này. Các bạn nhìn cái lá này. Lá nó bé tí tí ngón tay của em này. Nó còn bé hơn cả ngón tay út của em. Đấy, các bác nhìn. Lá như cái cúc áo. Rất là bé, lá rất là bé. Dăm dày và làm rất dễ, đốt rất là ngắn. Làm rất dễ các cái này. Làm rất dễ. Ok, cảm ơn các bác nhé. Để tiếp tục lọc cái cây kia.